Bước vào học kỳ 2 năm học 2022-2023, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tích cực triển khai công tác ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp. Hiện nay, các trường trung học phổ thông vừa dạy theo chương trình, đồng thời triển khai ôn thi tốt nghiệp theo hình thức cuốn chiếu để học sinh có sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Hiện công tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được trường trung học phổ thông Phú Bài tiến hành song song với chương trình học chính khóa. Việc triển khai ôn thi tốt nghiệp cho học sinh trung học phổ thông được nhà trường tiến hành từ đầu tháng 2 năm 2023 và điểm mạnh vào thời gian tháng 4, 5 và 6. Bởi đây là thời gian vàng để ôn luyện giúp học sinh bứt phá về đích. Sau đó, các giáo viên thuộc các bộ môn đã xây dựng chương trình riêng cho học sinh khối 12 để ôn thi, bám sát ba trận đi thi trung học phổ thông trong 3 năm gần đây và đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc này sẽ giúp học sinh làm quen và không bị bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức. Em đã lựa chọn được ngành học khá phù hợp với bản thân em, là em có năng khiếu khá là được về ngoại ngữ nên em chọn học ngành ngôn ngữ Anh. Và ngay từ đầu năm 12 thì em đã có một sự chuẩn bị trước, như là đã ôn tập được các tài liệu về môn tiếng Anh và đã tìm hiểu về trường ngoại ngữ Huế để sau này có thể có được kinh nghiệm để vào học. Ngay từ đầu năm nhà trường đã phối hợp với cha mẹ học sinh để có cái chủ trương ôn tập sớm cho tất cả học sinh khối 12. Thì trong học kỳ 1 thì nhà trường cũng đã đưa 3 bộ môn vào ôn tập song song với cái chương trình chính khóa. Đó là một bộ môn ngữ văn, bộ môn toán và bộ môn tiếng Anh để nâng cao cái năng lực của các em. Bắt đầu từ học kỳ 2 của năm học 2023 thì nhà trường tiếp tục ôn tập bồi dưỡng thêm cho các cái môn thi nằm trong cái bài thi tự chọn học sinh sau khi các em đã có cái đăng ký về cái bài thi của môn tự chọn. Và trên cơ sở như vậy thì nhà trường cũng bố trí cái thời khóa biểu đảm bảo cái việc dựa về học chính khóa và học ôn luyện. Ngay sau tiết Nguyên đán, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ cũng đã xây dựng kế hoạch tăng cường ôn tập, trong đó đặc biệt chú trọng ra soát phân chia học sinh yếu kém để có giải pháp phù hợp hiệu quả. Đồng thời, nhà trường cũng phân công giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm theo dõi, động viên, hỗ trợ kịp thời cho học sinh. Ngoài các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, những môn còn lại học sinh tự nguyện đăng ký ôn tập theo khối thi. Giáo viên thuộc các tổ, nhóm chuyên môn sẽ tăng cường trao đổi để bám sát đề minh họa và triển khai cho học sinh ôn tập. Bắt đầu học kỳ 2 thì chúng tôi với cái phương pháp đó là vừa học vừa ôn tập. Học bài nào thì cung cấp những cái câu hỏi trắc nghiệm liên quan cho các em. Từ đó để giúp cho các em nhớ định hình lại cái kiến thức. Nhà trường cũng đã có những cái biện pháp đặc biệt đó là cân nhắc trong việc sắp xếp một số cái tiết để giúp cho các em học sinh 12 có điều kiện ôn tập. Tháng 4, tháng 5 trở đi sẽ là giai đoạn tăng tốc ôn thi. Sau kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực học kỳ 2, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để thông tin về kế hoạch ôn tập kỳ thi tốt nghiệp cho cha mẹ học sinh. Từ đó có sự phù hợp giữa nhà trường và phụ huynh. Phát huy kết quả kinh nghiệm trong công tác ôn tập của những năm học trước, hiện nhiều cơ sở giáo dục đã đặt ra mục tiêu cụ thể trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đi kèm với mục tiêu này là các giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể cho từng nhà trường, trong đó điểm chung là ưu tiên đội ngũ giàu kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng để dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12.